Trân trọng kính chào quý vị và xin chào anh Mùi thưa anh kính chào anh Nguyễn Xuân Nam và trân trọng kính chào quý vị tôi là Nguyễn Ngọc Mùi và thuộc uh, trường truyền hình Cali Today cũng giống như Nhật Báo thưa anh Hôm nay chúng ta đi lạc đề, <laughs> không nói chuyện, nghe không? <laughs> chúng ta đã nói chuyện về chuyện tu hành. Thì trong thời gian vừa qua thưa quý vị, tại tòa soạn có rất là nhiều độc giả Phật tử, không Phật tử có hỏi chúng tôi là tòa soạn có lưu ý về hiện tượng của thầy Tích Minh Tuệ Việt Nam không? Thì thoạt đầu chúng tôi cũng thu thật là chúng tôi có để ý nhưng mà ít lắm. Không đủ trả lời có chuyện gì không. Thì họ nói theo quý anh đó, thì ông ta là chân tu có thật hay không. Và ông theo cái, cái cái, cái, phương pháp tu của anh Bùi. Mà tôi là Phật tử tôi ít nghe cái từ này. Ông theo hạnh đầu đà tí nữa tôi hỏi anh là cái hành đồ đà là hành gì, phương pháp tu ra sao và ông đã gây chấn động Việt Nam. thì trong khi mà chúng tôi trước khi vô chương trình nói chuyện với Mùi thì tiếng Việt Nam trong cái YouTube thì cho là họ đứng trước tình trạng cực kỳ khó xử là số người chống ông Tích Minh Tuệ cũng cũng có nhưng mà số người theo ông cực kỳ đông. ông đi bộ mỗi ngày chân trần đầu trần vải không quần áo mà may mặc ở, ở, ở tiệm mà ông ông lượm về dễ rắc đó ông về ông nằm y áo và đi khất thực xin ăn ai cho gì ăn đó thì tôi nghe những câu hỏi nhiều ông ăn chay không hay là ông là chi ăn mặn hay là ai cho gì ăn đó ông trả lời cũng rất là thú vị thì để cho quý vị tìm hiểu thêm hiện tượng cũng thầy tu tại Việt Nam hiện nay gây chấn động ở Việt Nam hiện nay thì chúng tôi muốn mời quý vị theo dõi câu chuyện này quanh mùi về mùi biết nhiều hơn tôi chào anh mùi thêm Dạ, ờ, xin chào anh Nam, thưa quý vị. anh Nam, mùi cũng không không có biết nhiều, anh thường anh Nam nhưng cũng biết sơ qua một vài cái, cái căn bản á. À, thì vấn đề đó là hiện tượng của thầy Minh Tuệ. thì bây giờ ở Việt Nam á, họ đưa ra nhiều cái video clip là đưa thầy Minh Tuệ lên với những cái ý tốt mà thôi. Thầy Minh Tuệ và người ta đặt câu hỏi, câu thầy Minh Tuệ là người chân tu hay là người tu giả này cái đó là vân vân. Thì điều đó chưa vị, Thì điều đó thì mình cũng chưa quá sớm để để nói rằng một cái quả chân tú không phải là một sớm một muộn, không phải là 5 năm, 10 năm mà đánh giá được anh Nam cho đến khi người đó họ là kết thúc cuộc đời à, à, thì cái đó là mới chứng minh được cái, cái cái vi đó là chứng tú như thế nào và đếm phúc lợi được cho người dân hay không thưa anh Vũ Thắng Nam thì bây giờ đồng lực này sẽ phán xét một cái gì đó mà về thức bên ngoài à, và trong một thời gian ng ngắn thì rất là quá sớm cũng có động đó thưa anh Nam à, thì thầy thích bên tuệ như thế nào thì hiện nay á nếu quý vị thấy quý vị thấy trên những video clip mà người ta đưa lên á thì, thì, thì sư là đi đầu trần và chân đạp đất à, rồi không mang giày bắn dẹp và đi bộ từ bắc đi vào na, từ nam vào bắc và ngược lại đi bắc bắc vào nam đi bộ như vậy và đồng thời là khất thực và đồng thời thì quý vị thấy à, là thầy minh tuệ thầy mặc những cái y á, cái ý giống như thầy cái đức phật vậy nhưng thầy minh tuệ nói thế này tôi đã có một số người hỏi họ... của thầy tại sao thầy không mặc cái y vàng là ý đa giống như là các cả... vị thầy như vậy thì ngay cả ông minh tuệ ông nói thế này ờ à, tôi không không dám mặc những cái thứ đó tại vì tôi tạo vì tôi cái phép môn tu này là khác cái đó tôi tôi không muốn người ta là thì dụ như là chỉ như là uh, mẫu thủ chung với nhau vậy và tôi không không thể rằng là mặc những ảo y vàng như vậy và là những ý để mà dụng như các vị cái đó chúng tôi không có làm dụng cho đó và chúng tôi có phải môn cái phép môn tu phương pháp tu của tụi chúng tôi là nó khác hẳn các những số năm nó không tiêu bổ như vậy bởi vậy là quý vị thấy rằng là À, thầy Minh Tuệ là ông Minh Tuệ chẳng hạn thì ông mặc áo khá hẳn với các thầy giống như Bắc Tông và Nam Tông hiện nay thưa anh thì đó là cái vấn đề à, vấn đề thứ hai nữa là sư Minh Tuệ thì đi chân đất và đầu từ đầu trần mặc cái y cái y áo này thì lượm những cái vải rách mà người ta vứt bức cửa đi đâu thì ngay cả thầy Minh Tuệ nói rằng có thể nơi uh, uh, nghĩa trang hay là nơi những mà nơi có thể rằng là nơi những nơi mà ô uể họ á, thì có thể là là thầy Minh Tuệ thầy lườm rồi giặt cho sạch sẽ rồi máy thành cái cái y của mình à, thì thầy có thể nói rằng là uh, có thể máy được tác bị cho mình khoảng 3 y mà thôi đó, không có nhiều ý hơn nữa và một số ý đó là đủ để mà che thân là khi trời mưa khi trời nắng thì thưa quý vị về thưa mùi thì cái số lượng mà phật tử và không phật tử bên về chống ông theo tin tức về ông rất là đông tôi có xem qua năm cái video mà để ý cái video nào cũng vậy ông ta có cái lượng view khoảng chừng ít nhất là sáu mươi chín bảy ngàn mà trong khi mà bốn vị sư trẻ mà nổi tiếng tại Việt Nam và quốc tế đó thì số lượng view là khoảng chừng trên dưới 50 ngàn trong đó có thể tiếp pháp hòa cũng vậy một hiện tượng trong nước hâm mộ lắm mà số view cũng ít hơn số view xem thầy thích minh tuệ ông mới ra gần đây thôi mới xuất hiện gần đây thôi nhưng mà hiện tượng của thích minh tuệ nó gây sự chú ý rất là lớn cái đường mà tuổi trẻ hà nội tuổi trẻ miền trung tuổi trẻ sài gòn chú ý thì tôi vừa xem qua năm cái video về ông gặp thầy Tích Minh Tuệ đi khắc thực sống chín ngàn view đi dõi theo bước chân sư Tích Minh Tuệ đã đến bảo gì đó thì 54 ngàn view sư thầy Tích Minh Tuệ gặp lại bạn từng học đại học thì 201 ngàn view sư thầy Tích Minh Tuệ có phải bật chân tu hay không 188.000 view và sư sư Thích Minh Tuệ bước chân an lạc thì đó như vậy là 297.000 view thì số lượng theo dõi rất là đông đó là số lượng theo dõi trên trên ở YouTube còn số lượng theo dõi bước chân thì đi thì dọc đường thì đi từ Nam ra Bắc từ Bắc mua Nam thì số người hiếu kỳ đi theo rất là đông từng đoàn xe đi theo và tới nơi đâu thì phật tử bu lại xem như là xem một vị siêu sao về truyền hình em siêu sao về về truyền thông em siêu sao về về ca nhạc số người tín đồ phật tử rất đông và nó cũng có phe bên và phe chống thì ông có cái lối tu như thế nào anh bùi có thể nói qua cho bà con biết không dạ thưa anh ok thì khi mà mình nói qua là vấn đề một phương pháp tu hành của thầy thích thầy Minh Tuệ á thì bây giờ mình mình thử xem Minh Tuệ là ai để anh gửi cho nam dạ thưa thưa quý vị thì theo một số video clip thì cho biết rằng thì điều này là chưa có phép chắc có lắm công việc động hay không thì thì có thể rằng là khi, khi khi mà anh em chúng tôi đưa lên trên này thì có thể rằng là quý vị mình nếu chưa phép chắc á là tìm ra thử thật á, thì, thì có, thể, có thể cung cấp cho anh em chúng tôi chúng tôi có thể là điều chỉnh trở lại một cách chính xác hơn. À, thì theo một số video clip thì nói rằng thầy Thích Minh Tuệ là sinh ra tại Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tịnh anh. Ở trong một gia đình có đến sáu anh em là à mà thầy thích minh tuệ cũng được ăn học đàng hoàng lắm học xong bậc trung học rồi đi lên đại học à, lên đại học ở đâu học đại học nông nghiệp ở tây nguyên rồi à, sau khi ra trường rồi cũng đi đi lĩnh về anh rồi cũng làm thi hành nghiệp vụ quân sự rồi sau đó là làm công chức làm công chức ở đâu làm công chức cho một cái phòng địa chính là ở huyện gia lai đắk lắc và lên đến chức trưởng phòng à. Rồi trong thời gian làm việc thì theo cái tâm sự của thầy Thích Minh Tuệ thế này là khi mình làm việc vậy tức là mình có bạn bè mà, còn độc thân mà anh Nam, khi mình còn độc thân như vậy thì thầy một số là bạn bè mình là người thì lấy vợ, thì người thì lấy chồng sau cái là có chồng rồi có như là bận rộn vấn đề công an việc làm rồi vấn đề bận rộn với gia đình con cái rồi khi mà có con cái rồi phải làm sao có cái nhà cái cửa là vân vân rồi cái đó là minh tuệ thấy rằng ủa sau cuộc sống mà nó gắn bỏ rồi bỏ chặt với những vấn đề mà tinh thần cũng người. có Tinh thần cũng có vật chất cũng có ở tinh thần á, thì đem phải cái tinh thần thương con thương vợ thương cha thương mẹ rồi cái tinh thần của mình rồi vào công việc làm nữa rồi bây giờ bám vào vật chất mà khi có tiền bạc khi có là gia đình rồi á thì phải có xây một tổ ấm thì có gia đình có nhà có cửa Mấy cái có nhà có cửa rồi kiếm phương tiện đi lại này kia nó rồi thầy, đó là một cái sự bệnh lệnh kịch thầy rất rất, là, là là khổ khó rồi nè À, nếu như mình làm được được tiền rồi mình phải bám vào những cái đó là khó khăn nữa rồi đến một lúc nào đó thì uh, ông minh tuệ thì ông rủ bạn bè thôi đi uống cà phê chú vui trong những uh, cái thời gian mà rảnh rồi á rảnh rồi nói cái nọ rồi bạn bè nó thôi từ chối nó thôi bây giờ tao về bận rộn với uh, là con cái bây giờ con cái phải chăm uh, sóc nó rồi đó cho nó học hành này kia nó cũng rảnh thời rảnh thời gian nữa thì ông suy nghĩ ủa sau cuộc đời mà lại nó, nó, nó thời gian lại không có rồi cặn bỏ ba cái chuyện đó đó thì tôi quý vị rất là may mắn trong cái thời đại mà công nghệ thông tin này đó, ở trên mạng xã hội có nhiều cái bài pháp của Phật pháp rất là nhiều cái đó khi mà ông Minh Tuệ thì ông lên trên online giống như anh em chúng tôi vậy mà tìm kiểu tìm kiểu những cái phương pháp thế nào để mà mình hóa giải được cuộc sống bận rộn và tìm sự chút bình an nào đó trong tâm hồn á thì ông Minh Tuệ cũng là may mắn là gặp được Phật pháp thì ông cũng nghiên cứu Phật pháp như vậy ông thấy rằng là Phật pháp đó có hay là một trong phương pháp có thể giải quyết được vấn đề mà ông đã đặt ra đó là nào là, là gắn bỏ nào là ràng buộc với vật chất ra buộc với tinh thần để cái nọ đó là khi mà ông gặp được phật pháp này rồi ông thấy cũng thấy vui và có thể là mình có thể thực hiện được thì quý vì khi mà ông nghĩ như vậy á thì ông từ bỏ cái chất trưởng phòng địa chỉnh của ông ở gia lai đắk lắc đó thì ông xin vào một ngôi chùa ông tu thì không biết là ông cũng nói rõ là ngôi chùa đó là nam tông hay là bắc tông nữa theo tu một thời gian được thể thêm một năm thì khi vào chùa tu như vậy á những cái phương pháp đó thì ông thấy cũng thích hợp à, cũng thích hợp với cái tư tưởng của cái lối sống của ông đó ông quyết định là ông xin ra khỏi chùa và thực hành là cái hành đầu đa, tức là pháp cái phương pháp tu của ông á là hành đạo đà thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Ừ. Tiểu phước và hành đầu đà là gì? Ở trong đó có hai phần chính là phần dư giới và phần khất thực là hai cái chính nhất. Để dư giới như thế nào? Là dư giới mà Đức Phật đã à, à, tạo tạo ra và đi khất thực để xin năng thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Tức là hai cái vấn đề được cột lõi nhất. À, bây giờ mình đề cập đến cái vấn đề mà, hành đầu đà như thế nào? Thì để quý vị biết rằng là cái, cái phương pháp tu của Thầy Thích Minh Tuệ. Thưa quý vị, khi mà Đức Phật còn tại thể, thì gọi là thể tôn, thể tôn dạy như thế này. Và đồng thời thể tôn xác quyết, xác quyết một cách chắc chắn thế này. Là nếu như một ai nào đó hành, coi như là tu phương pháp gọi là hành đầu đà, thì nếu như hành đầu đà này được sống lại, hay là sống, thì nó, còn lại tức là nội dự được cái đạo pháp tức là theo đức phật xã quỷ thế này hành đầu đà này được ở đời thì pháp của ta sẽ được lâu dài ở đời đó thì cái phương pháp tu hành đầu đà theo đức phật nói là nếu như hành đầu đà được luôn luôn dự và tiếp tục thì cái pháp của ta được lâu dài ở đời thiên đạo thì tăng thêm mà ba đường ác đạo thì liên giảm xuống trở thành tu đà Hoàng, tư đà hạng và a à nan hạng đều còn lại ở đời thì nói chung á thưa quý vị thì như vậy nếu như ai tu được phương pháp này rất là khó khăn lắm ở tức là trở thành thứ nhất là có thể là là sinh trở nếu như được thì sinh trở lại con người là một đời mà thôi đó, một kiếp mà thôi, kiếp thứ hai tức là đã là, là, là trở thành một kiếp khác rồi, tức là có thể rằng lên những cái tầng trời tầng trời mà một quý vị có thể nghiên cứu Phật pháp sẽ thấy, hoặc là tứ đa hàm chẳng hạn, tức là trở thành là nhất lai nếu quý vị còn tiếp tục nữa, rồi đến khi mà đạt quả a la hán trở thành tức là là giác ngộ. Thì bây giờ Cái kỳ 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 tu đa hàm như thế nào? Trong đó là có 13 cái hành nguyện mà người tu là hẳn đầu đà này phải thực hiện là thứ nhất á là y phục là phải lượm những mảnh vải là để vả chắp lại để may thành y cho mình thì quý vị thấy rằng là thầy thích minh tuệ vậy chắc đi lượm những cái mảnh và người ta vứt ở nơi thổi tha hoặc nó ở nơi uh, đống rác hoặc ở những nơi uh, vỉa hè hoặc nơi nghĩa trang thì thầy lượm từ lượm lại và từ giặt lấy và từ máy vả lấy thì quý vị thấy cũng tên những video clip á, thì có những người mà họ thấy là thầy như vậy thì họ lượm những cái vải đó rồi họ giặt đấy họ dâng lên cho cho thầy để thầy mình tôi họ từ chối và xin nhận cái tấm lòng mà thôi cho thầy không nhận là nhận t, t, tấm tấm vải đó và thầy cũng ý nói rằng thầy trong những nguyên tắc của hành đầu đà tức là mình từ lườm lấy mình từ giặt lấy và mình từ mấy lấy anh nguyễn xuân nam à, đó là cái, cái cái, cái điều thứ nhất cái điều thứ hai cái gì là chỉ dùng là ba y mà thôi đó, à, anh thấy cái những ý lớn như vậy không đó để khi trời mưa trời nặng như vậy để buổi tối ngủ quá như là là, là trùng một cái tức là là, là ngồi ngủ thôi Đã. và chỉ có là ba y mà thôi không không, không quả là không quả ba y và điều thứ tư là phải đi khất thực để ăn Đã. tức là đi khất thực đi xin 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 chỗ này xin chỗ khác ăn và ai cho gì ăn này Đã. thì quý vị thấy kỳ xưa Đức Phật còn tại thế thì trong đó có những cái đệ tử của Đức Phật đi khất thực như vậy thì có hai vị thì trong kinh thì tôi đọc thì có hai vị một vị á đi khất thực ở khu nhà giàu một vị á, thì luôn luôn đi khất thực ở khu nhà nghèo à, thì khi về mà trình lại cho thể tốn thì nói rằng ủa thế sao à, sao ông đó đi đi luôn luôn đi tìm những, những nơi nhà giàu á, à, để mới khất thực thôi tức là ông đó muốn ăn sống sướng hay sao à, còn còn vị kia nói ủa tại sao là ông đó đi khất thực ở khu nhà nghèo vậy à, người ta đã nghèo đâu không có ăn đâu còn tạo xin người ta ăn nữa à, à, thưa thưa quý vị, Thì đây là một bài pháp rất là rõ ràng. Dù nghèo người giàu như vậy, khi mà đi khất thực như vậy á, là cái hình thức là cái hình tượng của người đi khất thực chứ vậy là khơi dậy cho những người giàu hay người nghèo có lòng từ tâm nói có cái lòng bổ thị nói dù mình cũng nghèo như thế nào nữa mình tỏ ra mình thì là mỗi thị mình thấy người người đó còn còn kém hơn mình rất là nhiều nữa còn người giàu có quá nhiều á thấy người nghèo khó đi đi đi, đi khất thực ăn xin như vậy mình tỏ ra rằng bổ thị mình có thưa thả là tại sao là mình bộ thị như khi vậy cái tập thành tập cái thành càng hành bổ thị như vậy á khi mà tập thường xuyên như vậy ấy, thì trở thành con người mình có cái lòng từ tâm hơn thời những xuống năm đó, tôi đó nói tôi là nghe cái đức như vậy tôi nghe nói ông tu theo cái, cái hạnh đầu đà này theo cái chủ trương của hạnh đầu đà là gì là thiếu dục đạt đạo là trong đời sống mình thiếu dục là cái nhu cầu ít nhất mà mình có thể được không nhà không cửa không khách sạn không nhà trọ ngủ ở công viên ngủ ở ở nghĩa trang ngủ đi đường đi Ng ngủ, ngồi thì nói nói chung là ăn thì một ngày một bữa thôi ai cho gì ăn đó không nhất thiết chay vào mặn miệng có gì độ thân lên là ai cho gì ăn đó rồi là không có nhu cầu nữa không xe không cộ không tiền không bạc áo quần thì lượm vải đồ đắt về mây vá lại mà... thì cái đời sống đời sống mà thiếu dục trong cái xã hội ngày nay thì nó khác với mấy thầy chùa khác mấy mấy chùa khác nhiều chỗ đại dục chứ không phải thiểu dục không biết cái giác ngộ không mình không biết nhưng mình đi xe hơi ở nhà lầu có khe hồ nghề hạ ăn uống có người cái người sới người bơm đơm đủ thứ chuyện và tiền bạc trong túi đi xe xin chùa to chùa lớn thì một cái lối tu này nó gây sắc ở việt nam nó gây, nó gây chấn động việt nam và trong một video clip tôi đang coi đang dăng dở chừng, thì chính quyền cũng không biết đối phó với ông này như nào bất trị vì số người bị cuốn theo ông này đông kinh khủng tập đường tập xá thì ông phương Bắc có phương pháp tu gọi gì mới nên mùi Dạ, không để để cho mùi trên bay vững pháp có nhà hành đau đa cho sống là anh anh, anh am, hả để, để cho em. mọi người đều biết một tí giờ hành đau đa đến như vậy là khất thực để ăn mà thôi chứ không phải là là, là mình ngồi đỏ để mà người ta dân ăn ăn à, nó khác tức là mình xin ăn cái này một câu nói là có thể xin ăn là người 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 ta cho gì ăn này à, chứ không phải là ngồi đỏ để mà người ta công phòng người ta cung cấp à, cái, 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 yếu tố thứ tư nữa là chỉ ăn một bữa thôi và không quả ngọt đó. khi ăn coi như là quả ngò xong coi như là, nếu như đi buổi sáng đến buổi trưa mà không có ai cho thì coi nhà nhìn, nhìn đó luôn và nếu như ai cho giờ ăn nãy mà đến khi mà quả ngò rồi người ta cho cũng cũng không không không, không có không có ăn nữa anh nào rồi yếu tố thứ năm là không ăn quả no là ăn vừa đủ thôi ăn, ăn quả, no rồi yếu tố thứ sáu cái điều này rất quan trọng này ta là không giữ tiền bạc ừ. cái điều nào phản ảnh được á tôi về thì hiện nay á, tức là à, là một số người ta cũng nghĩ rằng ủa tại sao bây giờ quỹ thầy nhận tiền bạc có nhiều như vậy có vi phạm giới không à, thì không biết thưa quý vị thì cái đó thưa quý vị thì nhận xét mà thôi còn nữ như mà hành đầu đà đa này á để yếu tố thứ sáu là không giữ tiền bạc à, và yếu tố thứ bảy á là sống là độc cư à, đấng độc thôi à, và cứ ngủ riêng một mình thôi à, và yếu tố thứ chín á là sống dưới gốc cây và yếu tố thứ 10 á, là sống ngoài trời thưa quý vị thấy sống gốc cây thời kỳ đức phật là không ngủ Quả hai lần ở trong một gốc cây à. ở nhiều khi thấy gốc cây đó nó, nó thoải mái quá nó nó êm quá nó thói cái lưu lại đó dù gốc cây đó nó khó khó khăn như thế nào dù gốc cây đó nó như thế nào nó tiền nghĩ như thế nào chỉ có được tối đa là là hai đêm mà thôi rồi rồi sống ngoài trời ở trong phải là sống ở trong nhà và yếu tố thứ 11 á là không ở cố định phải thường du hành ở thủy... thì giúp bây thầy 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 tuệ du hành từ nam đến bắc bắc ra nam là nam nam và yếu tố thứ 12 hai là ngủ ngồi Đúng, ngủ ngồi phải dễ đoan ngang ngủ ngồi rất là khó về yếu tố cuối cùng á là ba là chỉ dùng bình bạc để mà ăn mà thôi à, Ừ. Đó trong là trong có như là hành đầu đà, 13 hành đầu đà là như vậy đó anh. T tắm rửa thì sao anh mồi? Hả? Tắm rửa. À, à, trong 13 hành đầu đà nó không còn là tắm rửa nữa anh. Mà thầy thích bên tuệ thầy nói rằng là, là khoảng 15 ngày thầy tắm một lần. Thầy tới con sông, con suối nào đó tắm, tắm, tắm một lần như vậy đó. À. Thì có một video clip thế này thì có một anh chàng đó là anh... anh À, uh, đón thầy và cũng xin, xin, xin cũng dương thầy chai nước á thì khi thầy trong cái bánh bạc thầy có một cái chai nước mà trong đó có một ít nước mà có màu vàng đó thì thì, thì anh chàng đó hỏi thứ thầy cái nước gì ở trong màu vàng này này thì thầy thầy à, 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 đi tiểu ở, trong cái chai á hỏi thầy sao thầy đi tiểu trong ta? tay trai thầy nói tại vì môi trường cho đó mình phải tiểu tiền một nơi chứ không phải là nơi nào tiểu tiền được hết và chất phế thải của mình phải có một nơi nào đó để phế thải chứ không phải là ở ở ở đâu phế thải trơn á thì cái điều này cho quý vị thấy là ít nhất là cho mình thấy rằng là tốt lên được sự là chân chất của thầy sự thật thà của thầy là thầy không khoa mỹ và thầy sự khiêm công và điều mà quý vị thấy hiện nay á bây giờ trên thế giới người ta chống lại môi trường vì do con người mà tạo ra thì đây là một bài học cho tất cả mọi người đều thấy rằng là môi trường là quan trọng như thì, thì thì đó là những hành của thầy và đồng thời á thầy Minh Tuệ tôi luôn nói thế này bây giờ tôi đang tập học tại sao anh anh, anh thông thường là học tập và bây giờ là, là, là thầy Minh Tuệ nói là tập học thì anh có thể rằng là anh nghĩ gì về là tập và học không thưa anh? Thưa thư, thư, thư quý vị thì thì thầy Thích Minh Tuệ nói là tập học thì có có nghĩa rằng bây giờ thầy Minh Tuệ đang tập những gì hành đầu đà mà trước đây ngài ca Diệp đã thực hành thì ngài ca Diệp trước đây thực hành thế nào tức là mấy mấy mười yếu tố thì ba hành đó để chúng tôi đã trình bày á thì thầy Minh Tuệ thực tìm bằng mọi cách thực hiện ba mươi hành đầu đà như thế này để mà tập thực hành như vậy và à. sau đó là sau khi tập hành như vậy học hỏi thêm để để được một cách hoàn chỉnh hơn đó là thầy, thầy luôn luôn dùng chữ uh, tập hợp tập hợp là gì tập hợp tức là thứ nhất á, là tập buông bỏ buông bỏ tất cả mọi cái để thầy nói rồi tức là bây giờ là không, trong con người không còn gì để mà mày mà 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 giữ nữa đó chỉ có ba cái y mà nếu ai lại thì thôi một mình bạc nếu ai lại mà thôi và ngay cả cái thân thể nữa nếu như ai muốn lấy cái thân thể này đi cũng thôi đó là muốn bỏ đến tức đến như vậy đó, đó thầy nói như vậy và cả thứ hai nữa thì thầy từ việc thấy ở trong nhiều video clip đó thì anh, anh Nam là luôn luôn thầy nói là Thân sưng con mà thôi bất kỳ ai là cái sưng con mà thôi. Tại vì sao phải nói là bây giờ là đâu thầy thầy nói thầy như vậy đó đâu đã thay chẩn ngộ hay chẩn người đâu mà để mà mình 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 thay vì người khác đó và cái điều này để nhắc nhở cho cho chỉnh thầy Minh Tuệ rằng à bây giờ mình đang là người tập học bây giờ mình người đang tu hành như vậy mình chưa có một cái gì hết á để mình gọi là thầy người ta à, và đồng thời quý vị thấy rằng là khi mà những video clip mà tôi được xem á thì thầy Minh Tuệ cũng chưa chưa nói cái gì cao siêu hết trơn á thì có một buổi hôm đó là một còn nghe một video clip khi mà người ta người khi mà có một số người hỏi thầy tu thiền như thế nào thầy thầy ngồi thiền được bao lâu thầy có thể ngồi thiền được là Qua đêm hay không, vân à, vân. Thì thầy nói rất là chấn chất mà thôi. À, trước khi ngủ thì tôi ngồi thiền trong một thời gian rồi sau đây, uh, sau đây ngủ, một ngồi ngủ như vậy. À, thì thầy nói là, ôi, cho bây giờ thiền á, thì vấn đề mà thiền có gì đâu. Thì khi nào mình buông bỏ hết tất cả mọi cái, không còn ràng buộc cái đó nữa, thì mình mình nhập thiền rất là dễ thôi. À, mình nhưng mình còn, còn 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 tất cả những cái gì mà ràng buộc trong mình đó, thì dù bây giờ mình có ngồi thiền một ngày, hai ngày, ba ngày đâu gọi là thiền anh người Nam. Mà điều đó Nam nghĩ sao? khi mà anh không còn một cái gì trong nữa thì thì, thì đó là thiên thôi mà còn khi mà anh ngồi, bây giờ anh có tất cả mà cả và anh ngồi thiền thì làm sao làm sao thiền được anh nào nó đi nó làm cơn cách mạng đối với Phật giáo Việt Nam một vị sư mà có một chút tiếng tâm thì sống rất là xa hoa lộng lẫy nhà chùa to nhà, nhà lớn xe xịn Phật tự hầu, Phật tự hà, y áo, ủi, lăng con, đủ thứ. Đằng này, chúng ta thấy một ông thanh niên, tệ ở căn này nữa, đi tan thang đường phố, và Phật tử, ông đi trên cái, cái xa lộ, Phật tử quỳ, ma xuống đất, để lệ chúng ta thì tôi thấy một cái hình ảnh tu đó là chúng ta còn thời gian để theo dõi và kỷ niệm một cách tu của thầy tướng minh tuệ tuy nhiên cái hiện tượng đang đang gây chấn động việt nam thì cái phương pháp tu cũng là tôi theo phật tử từ lúc mà tôi mới lọt lòng mẹ ra ông ngoại tôi tu sĩ bà ngoại tôi tu sĩ mẹ tôi tu sĩ tôi là một con gia đình phật giáo nồng gốc nhưng mà tôi chưa bây giờ nghe cái cái cái, hạnh đầu đà À, hành đồ đà của à, Ngài cái có dịp một trong những uh, thập đại đệ tử của Đức Phật Thế anh thì à. có lẽ tôi cũng sẽ bỏ thời gian để đọc uh, báo chí Mỹ thêm về hành đồ đà là gì và soi lại cái hành động của thầy Tích Minh Tuệ và có dịp chúng tôi sẽ nói chuyện thương thêm cùng cùng quý vị như đó giờ hiện... khi mà được một số người đi theo hỏi thì còn muốn tìm hỏi giống như anh Nam vậy là cũng một câu hỏi có nhà thầy là tu phép môn gì vậy? chứ đó thầy cũng không nói là, là tu cái này tu cái khác đâu mà thầy nói tôi luôn luôn ở à, tôi luôn luôn là tìm cách giữ giới. Và là khổ hạnh lý cực thật để ăn. Thì à, đồng vậy, ở khi mà à, chắc là các yêu là Nam biết này khi mà đức Phật à, nhập diệt á thì ngài á Nam hỏi thứ thầy khi mà thầy nhập diệt rồi á. Thì bây giờ ai là đào tăng đoàn đây? anh, anh anh còn nhớ điều đó anh Bây giờ nhớ giờ. thì khi mà à, khi, khi khi đó thì thì đức phật nói thế nào thì cái đức phật nói thế này ở khi mà ta nhập việc rồi á thì lại giới làm đầu và lại cái khổ hành á, đó, làm thầy đó. thì thưa quý vị thì khi mà thầy thầy thích minh tuệ thì thầy luôn luôn người ta hỏi là thầy tu như thế nào thì thầy nói là à, tôi lại giới làm đầu tôi giới tuyên bác dự giới và khổ hạnh à, thật là đi xin ăn mà thôi thưa quý vị khi mà nói đến khổ hạnh á kỳ mà đức phật còn tại thế thì thì đức phật đã thấy rồi à, trong trong khi mà mà khổ hạnh ép sát á thì đức phật nói là cũng không nên thải quá và cũng không nên rằng là mình biết quan quả nó còn nghĩa là tìm cái, cái tìm cái trống đạo mà thôi à, khi mà thực hiện nó trống đạo á tức là nó điều chỉnh được tất cả mọi cái À, thì cũng không nên à, à, chịu một khó, các khổ hành một cách thái quá cũng không nên hưởng thụ một cách thái quá à, thì sau đó là à, Phật hướng dẫn trong đạo và trong đó cái hành đau đa là một trong cái hành mà mà ngài cái diệp thực hiện đó à, thì khi mà ngài cái Diệp thực hành cái hành đầu đà đa này rồi thì Đức Phật rất là khen và khi mà ngài cái diệp già rồi thì đức phật có khuyên là thôi bây giờ có thể là những là những vật chất của đàn đã tiện chủ đi à, nhưng ngài ca diệp cũng mặc từ chỗ tại vì là thọ đã thực hiện một cách có một thói quen rồi á à, cho đó vẫn tiếp tục như vậy thì khi mà quý vị thấy đức phật đã nói rồi à, tức là không có ai làm thầy ra hết à, nữ chú tú theo phương pháp phật pháp á, thì chỉ có lấy giới làm đầu và lấy sự khổ hạnh đó, để mà làm thầy của mình ở khổ hành đấy không phải giống như kỳ xưa mà đức phật đã từng khổ hành ép xác mình á, cho đến khi mà ăn một hạt mè để mà tận lại á thì đức phật thấy rằng là khổ hành ép xác là không đạt được một cái kết quả tốt đẹp đâu nó do là phải ăn thì thầy minh tuế thì hiện nay thì quý vị thấy rằng là cũng là, là đi nhận đi cất thật ăn hàng ngày như phải không? Đó, mặc dù là khổ hành tức là cái thân xác là đi đầu đầu trần chân đập đức. À. Thì uh, ngài cũng nói vậy tức là ngài cũng thầy cũng nói là ông à, nguyện cho con đi mãi mãi như vậy và không ngừng giữa đường và uh, đi đến chỗ này đi đến chỗ khác để mà có hai cái hành của ngài là muốn đưa ra đó là làm thế nào giữ giới và làm thế nào để tăng trưởng cái tâm từ bi của mình và lòng bố thị của mình thì đó là những cái hành động của, của thầy thưa anh Xuân Nam. Yeah. khi mà anh nói về cái hạnh đầu đà của thầy Thích minh tuệ đó, khiến tôi liên tưởng đến cái cuộc đời đức phật tại vì tôi đến ấn độ để biết sách mà tôi biết cái bộ thứ nhất là cái bộ mà giọng đức gược thì tôi thấy bên đó là gì cái người tu sĩ phải sống rất là khiêm cung Họ sống rất là khiêm cung. Tôi đến một cái nhà, một cái chùa mà các nhà sư Nepal đọc còn kinh bằng bằng tiếng tiếng tiếng, tiếng Nhật. Về chùa do người Nhật xây. Họ thờ tụng cũng đến là từ bà ăn cũng rất là khiêm cung. họ ăn chỉ một ngày trong bữa thôi. Bà đụng gì để ăn đó. Thì tôi cho rằng cái 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 Phật giáo ngày nay nó đang tách ly ra hai cái phái một là tu trong kiểu giàu có hưởng thụ vật chất hưởng thụ đầy đủ và một loại thứ hai là khổ hành hành đồ đà More likely tôi nghĩ cái hành đồ đà này đang hấp dẫn tụi trẻ trong nước quá chừng đến độ mà báo chí trong nước cũng cho rằng là xua đuổi cũng được vì càng ngày nó càng đông cả, 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 cả nước lên cơn sốt thì chúng ta xem cái hiện tượng Thầy Thích minh tuệ ra sao ở trong lịch sử Phật giáo chúng ta có ai theo hành đầu đà và thành công gian À, giờ thưa nữ xuân nam thì ngay cả bất trên thế giới nữa anh đây là một hiện tượng rất là lạ họ trên cả thế giới chứ, chứ cậu vị nào mà tu hành đau đà dũng như thời kỳ đức phật tộc còn tại thế mà một trong đại thập đại đệ tử đức phật đó là ngài có diệp thầy đã thực hành cái hành đau đà này rồi thì đây là một hiện tượng rất là lạ thì bây giờ trong cái tình hình mà uh, cái nền uh, cái kinh tế của thế giới đồng thời cái thế giới phạm này nữa uh, tức là thế giới đem đến lại rất gần với nhau đó. và một cái kỷ nguyên uh, về mà công nghệ uh, thông tin rất là ph phát triển nữa và công nghệ kỹ thuật rất là phát đạt nữa thưa anh Nguyễn Xuân Nam thì vật chất là càng ngày càng nhiều và tiền nghi càng, 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 càng lúc càng nhiều hơn nữa uh, anh còn uh, À, xem những cái cái, cái đoạn phim tốn ngộ không với đi thành cân không đó à, ừ. à. à tạm đường kinh đó thì thấy thư cái đó là nó khó khăn rồi thấy không mà cũng chưa có vì nào mà thực hành vì là cái nhận hành mà đau đau như thế này hệ trơn á thì đây là một phương pháp rất là khó tu mà cái phương pháp này á là một trong phương pháp là tu để gì để thứ nhất là tôi luyện thân và tâm để loại trừ cái phiền não và những cái ràng buộc ở trong người cái điều này rất là rất, rất là khó bởi vậy do đó ở trên anh anh thấy trên thế giới chưa có thì đây là một hiện tượng rất là lạ ở Việt Nam mà nếu như hiện tượng này mà nếu như thầy thích minh tuệ mà thầy thì tiếp tục như thế này á thì cái điều này cũng là đem đến lời lạc cho quân chúng rất là nhiều thì anh thấy rằng là có những đoạn video clip từ Bắc chị Nam chẳng hạn thì những người dân khi mà nghe là thầy đi qua thì họ rất là là mong mỏi được 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 đặt lệ thầy mà không phải mới đấy quý vị đã từ đã từ lâu rồi chẳng phải không đâu đó, và một số thầy các vị thầy cũng có biết qua, cái điều này rồi nhưng có cả là chưa đến lúc để mà có ta giới thiệu đến thầy bây giờ đến lúc để giới thiệu thầy với quần chúng rồi thì quý vị thấy rằng là uh, uh, nhiều người đi theo thầy, nhiều người đặt lễ thầy rất là nhiều, thì trong đó có cả những người công an, À, ngay cả những người bộ đồi nữa anh người sáng nam cũng chấp tác vậy lại thì điều này có thể là khơi là được cái cái cái, cái 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 cái, lòng của con người là cái tình thương của con người đối với con người nhiều hơn à, thì thì đây là một hiện tượng mà có thể cái hiện tượng này là hiện tượng tốt còn cái vấn đề mà người ta che là là làm xấu hoen ổ cái đầu phật này cái nọ thì thưa, thưa anh sáng thì tôi không thấy không thể làm hoang ổ hoặc là nói đâu ok ủa tại sao thầy minh tuệ không không mặc y vàng những như mấy thầy khác mà mặc áo này thì thầy minh tuệ có giải thích là tại vì thầy không muốn nói chồng những chuyện ngoài đời á không muốn đồng hàng á à, tại vì ta không muốn là làm dùng rồi người ta hiểu lầm rằng là tôi là phật giáo tôi là tu sĩ này kia nọ thì thầy nói là tôi phải chứa tu sĩ tôi là người tập học mà à, và tôi cũng phải là thầy ai hết và để khi mấy người kia nói là xin đi theo thầy nói ở ờ, nữ nhưng mà cảm thấy đi theo với tôi à, đi, đi, theo thôi thầy nói theo với tôi nữa tại vì thầy tại minh tuệ thầy, ông nói thế này tôi không tôi không thầy ai hết và tôi cũng không là 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 là, chỉ chị giận chị về ai hết đó nào ai thích thầy, thầy hạnh phúc an lạc thì đi còn nữ không thì thôi đó. thì điều đó tôi gửi về ông tuyên bố như vậy không là thầy ai hết và không có dạy dỗ ai hết à, à. thì đây là một hiện tượng mà nữ chỉ hiện tượng này mà duy trì ấy, thì là khơi dậy cái lòng từ tống của con người Việc biết anh nam nghĩ sao anh nam thực sự mình còn nhiều tò mò lắm ví dụ như làm sao ông 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 ông, đọc kinh gì À, thì ở đó thì anh nói là trong một thời gian khi mà đang còn làm công chức á, thì ông nghiên cứu Phật pháp thì anh thấy là Phật nhưng bây giờ thì ông, ông thu hành đầu đà thì ông đọc kinh gì có kinh đầu đà à, thì bây giờ không thì, đúng rồi có những người hỏi như vậy thì ông nói đấy bây giờ là ông ông là là tìm cách dự giới và đi khất thật thôi đó là thành tú của ông là khổ hạnh là cả đó dự giới và khất thật dự giới như thế nào dự giới tức là là hành đầu đam Còn 13 ba giới thế này tức là phải thực hiện đúng 13 ba giới đó đó là tu và đồng thời đi khất thật để ăn ông nói như vậy nếu có một số người hỏi ủa như vậy là thầy còn đọc tính uh, chủ uh, chủ đi bi hay không đó thì thì <laughs> thầy bên trời thầy còn nói à tôi có đọc số qua đó nhưng tôi không không không, không có đọc kỹ không tôi không có thuộc cho lắm à, tại vì sao nữ như mình 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 đọc cố chủ á, mà nữ như mình lời lời cho mình mà còn hà cho người khác à, thì như mình đọc chủ mình hà cho ta ta má quỷ nó cũng tới xâm hại mình chẳng hạn à, có như là mình có hà cho người khác thì điều là những cái gì mà hà cho người khác hà cho mọi mọi người thì tôi tôi không thực hành và tôi thực hành tức là những cái cái, cái cái cái, cái giới mà tôi đã phát nguyện À, là mẹ ba, đầu đa, đó là lỗi tu của ông thưa xuống thì có nghĩa là lỗi tu của ông không tổng kinh, không có họ mỏ không có mà chỉ có là dự giới và đi khất thật thôi nghĩa đem tình thương và bổ thị cho mọi người thì cũng giống cái thời kỳ mà uh, đức phật còn tại thế là những vị đại tử của đức phật đi khất thật đó, người giàu người nghèo này cái nọ tức là làm thế nào là cái thân pháp của mình để cho mọi người khác họ thấy đó rất là cuộc đời này rất là ngắn ngủi và cuộc cuộc sống này á, là không nên là bám chặt những cái tham cái sân si ba cái độc tố của uh, của con người mà cái điều đó sinh ra nào là chiến tranh nào là chém giết nào là hơn thua đó thưa anh Nguyễn Xuân Nếu quý vị có những cái ý kiến gì, có những kiến thức gì về hành đầu đà, muốn chia sẻ cho quý vị độc giả khác, thì quý vị có thể viết vào những dưới và nói chuyện về chúng tôi và những con Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cái hiện tượng này và sẽ cập nhật trong chương trình tới. Cảm ơn quý vị. Dạ, thưa, nói tạm là thưa quý vị. Thì trong thời đại hiện nay á, thì nếu như mà quý vị nào mà thực hiện dụ như mà uh, lời mà Đức Phật dạy á, nói rằng là uh, lấy giới làm đầu và lấy cái khổ làm thầy thì đó là hai bậc thầy lớn nhất và sản xuất chất trong cuộc sống của chúng ta nếu như ai thực hiện điều này thì đó là mình đáng quý thưa anh à, mà những cái điều này mình cũng chưa là vội vàng để mà kết luận rằng là đây là có thể rằng là vì chân tu để đến đạt đến giác ngộ hay không còn một đoạn đường rất là dài Giống như đức phật là cái đến khi đức phật lâm chung ở khi đức phật mà à, là xạ bảo thân thì tất cả mọi người đều thấy đó là một cái sự tiệp nối rất là lớn thưa anh. Cách sống Thầy Thích Minh Tuệ giống như cách sống của Đức Phật mà tôi đã từng đọc. Ông đi lang thang giữa rừng này núi nọ kia khác không? Và một đêm ông... ông 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 nằm mưa thì nằm trên giữa đường giữa sáng ngủ. không ừ. anh. Nhà cao cửa rộng vậy, như... nằm giữa đường giữa à, sáng. Anh thấy vẫn đem một chuyện đi bộ không? Thôi anh cũng dễ dàng đi bộ đâu anh. Dạ. Yeah. Đó. mà trong khi đó anh anh ngày ăn một bữa thôi được không một bữa mà không quá no đó. mà đâu phải là mình thức ăn mình chòi là người đâu anh? Rồi chiến nắng đóng khó lắm mùi Mình ngày ăn ba bữa mà ăn trễ thì nó đói, đói kinh hoàng Người à đi rồi Chiến thắng đó, nó khó lắm bây giờ anh đi bộ được không là bây giờ anh, anh, để đầu trần anh đi ra ngoài nặng người mưa dầm mưa dài nặng được hay không đó. rồi buổi tối ngủ ở nhu, anh ngủ nghĩa trang nghĩa địa và những nơi những bất cứ những nơi có thể ngủ được rồi ấy rồi này kia nào là anh có chịu nổi không đó Đúng. cái một y thôi đó đến khi trời mưa là có nếu cho ai cho cái vải gì đó cái 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 cái, cái bạc che mưa gì đó trùm lên rồi ngồi rồi ngồi ngủ như vậy một chuyện rất là khó anh anh nằm ngủ nó còn khó hơn chứ anh ngồi anh ngủ đó nhưng cái đó không à đó, tức là mình đã phục rồi anh Hả? Vì người cái một y một bát thôi ở một em một bạc nữa à, thì dụ như người ta hỏi ủa, tại sao là, là thầy không không dùng bạc cái cái, cái bạc mà đi khắc thật dùng như quỷ thầy vậy thì 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 thì, 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 thì thầy minh tuệ thầy nói là không thì à, tôi tôi lượm cái 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 nồi cơm điện này đó tôi dùng mà thôi đó. thì nói chung là thầy minh tuệ thầy không muốn rằng là lấy những hình ảnh của các thầy ở uh, tu tại trong các cái chùa để mà hình ảnh cho các thầy cho cha thầy minh tuệ thầy có muốn dùng hình ảnh đó anh đánh. cái đó là không không có liên quan không có phù thuộc không có gian dữ không có dịnh lửa chi về là là, là quỷ thầy hết ngay cả cái y anh thấy không là có nhặt được vải màu gì thì thì mấy vả vải đó thôi à và từ mấy vả lấy nói chung tất cả cái đều là từ từ mấy vả từ lo làm này ngoài trừ cái ăn uống là không đi đi làm ruộng để làm ra cơm thôi làm ra hạt gạo để mà ăn thôi xin người ta ăn thôi còn cả tất cả mọi cái đều làm được có thể thì làm thì đó là hành nguyện của thầy ơi ừ. ờ, cũng hứa hấp dẫn quá tôi sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ trở lại trong chương trình khác Xin cảm ơn một. thưa quý vị đó là cái nhìn và là cái cái thấy và cái biết xấu qua của anh em chúng tôi ở ngoài ngoại chứ chúng tôi cũng không tiếp xúc với thầy minh tuệ ở trong nước được và cũng không tiếp xúc những người đi theo cả thầy minh tuệ no cell phone luôn no email dạ yeah. cái đó là có những cái gì mà có thể sai sót thiếu sót thì xin quý vị bổ sung cho anh em chúng tôi và cung cấp cho anh em chúng tôi một vài cái tư liệu và nếu có tài liệu thì tốt để cho anh em chúng tôi có thể phổ biến ra để cho quý vị đầu biết thưa anh nguyễn xuân nam Cảm ơn buổi Cảm ơn yeah. quý vị 18, xin chào anh Nam và xin chào quý vị dạ. Yeah. Dạ, yeah, cảm ơn anh.